Trong một thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành ca sĩ, âm nhạc trở thành một thú vui đại trà mà ai cũng có thể tiếp cận, thì tại Mexico có một gia đình đặc biệt tên là Rivera Family. 8 đời nay anti âm nhạc, không thành viên nào trong gia đình được phép chơi nhạc cụ hay theo nghệ thuật. Vâng, và đó chính là gia đình của tôi. Xin chào các bạn, tôi là Miguel, con cháu đời thứ 5 của đại gia đình Rivera. Gia đình với những luật lệ kỳ lạ vừa kể ở trên. Nếu bạn cũng là một người yêu âm nhạc giống tôi thì đừng đi đâu cả, hãy ngồi yên vị trước màn hình và nghe tôi kể về hành trình đem âm nhạc trở lại với cuộc sống thường nhật của một trong những gia đình tẻ nhạt nhất cái trái đất này. Trước hết hãy tua ngược thời gian về gần 100 năm trước. Có một gia đình ba người nọ sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Người cha là một nhạc sĩ tài năng. Tuy nhiên, thay vì hát cho vợ con nghe mỗi ngày thì ông lại có một ước mơ lớn hơn. Đó là đặt chân tới mọi quán cà phê trên thế giới và hát bài Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Nghĩ là làm, một ngày nọ, ông rời khỏi nhà cùng với cây guitar của mình, bỏ lại vợ con và không bao giờ trở về nữa. Quá sầu bi trước sự rời đi của chồng, người vợ đã lập tức loại bỏ âm nhạc ra khỏi cuộc đời mình và bắt đầu học cách đóng giày. Thời ấy, đóng giày là vua của mọi nghề. Nhờ đó bà đã có thể nuôi sống đứa con thơ bé bỏng của mình và tự hào truyền nghề lại cho con cháu các đời sau. Người phụ nữ trong câu chuyện cảm lạnh kể trên chính là Imelda, bà cố của tôi, người đứng đầu cây phả hệ. Còn người con gái bé bỏng năm xưa chính là cô, bà cố của tôi. Nay bà cũng đã cao tuổi gần đất xa trời nên thường hay bị lú lẫn, đôi lúc còn chẳng nhớ con cháu mình là ai. Tuy nhiên có một điều mà bà chưa bao giờ quên, đó là hy vọng một ngày nào đó người bố năm xưa sẽ trở về đoàn tụ với hai mẹ con. Biết là ông ấy cũng chẳng về được nữa đâu, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng an ủi và làm bạn với bà cố. Tôi còn một người bà nội nữa, nhưng hai chúng tôi không thân nhau lắm. Một phần vì bà rất ghét âm nhạc, còn tôi thì lại coi nó như lẽ sống của mình. Chiều chiều tôi thường trốn bà ra thị trấn chơi. Ngoài này là một thế giới hoàn toàn khác, ngập tràn âm thanh và giai điệu. Đặc biệt, ở giữa trung tâm thị trấn còn dựng một bức tượng sơn tùng Mexico, nhạc sĩ lừng danh nhất trong lịch sử đất nước. Từ một nghệ sĩ vô danh, ông đã đem đến tiếng hát của mình và chinh phục khán giả ở khắp ngóc ngách của Mexico. Ca khúc nổi tiếng nhất của ông phải kể đến Remember Me. Hãy nhớ kỹ cái tên này vì đây là một chi tiết quan trọng. Anyway, một lần nọ, khi đang trình diễn Remember Me trên sân khấu, ông bất ngờ bị đè nát bởi một chiếc chuông khổng lồ và không thể qua khỏi. Sự ra đi đột ngột đã để lại một nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng những người hâm mộ, trong đó có cả tôi. Với những gì ông đã đóng góp cho âm nhạc, tôi rất mong một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể trở thành một nghệ sĩ vĩ đại như vậy. Cơ mà tôi phải bắt đầu từ đâu? Xem clip của Nhi Đồng thối tai cũng là một ý kiến. Mua áo của Trung Quốc không được, thế lại thành siêu sao cấp vũ trụ mất. Tình cờ khi đi đánh giày trên phố, tôi hay tin một cuộc thi tài năng sắp sửa diễn ra nhân dịp lễ hội người chết. Trong trường hợp bạn thắc mắc lễ hội người chết của Mexico là gì, thì nó giống hệt như ngày lễ Vu Lan báo hiếu ở Việt Nam, nhưng vui hơn. Nó giống một lễ hội hơn là một buổi tưởng niệm những người đã khuất. Anyway, trong lúc tôi đang mơ màng, miên man với những mộng tưởng về cuộc thi sắp tới, thì gia đình đã ngay lập tức túm cổ tôi về với thực tại. Bà nói mày nghe, đàn ca sáo nhị là thuốc độc cho tâm hồn. Tỉnh lại đi ông cháu ạ. À, thuốc độc ở đâu thì tôi chưa thấy. Chỉ biết là mỗi khi cầm cây đàn lên và hát, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả fan MU. Mỗi khi mắc hài không ra sân, nhìn cái dáng tôi đánh đàn mà xem, khác gì Long Ngơ fit với MC cây đâu. Lãng tử thế bà cố luôn. Càng chìm sâu vào âm nhạc, tôi càng nhận ra ngọn lửa đam mê của mình không thể bị dập tắt. Nó cần phải được bùng lên cho tất cả mọi người cùng thấy. Thế nên tôi đã quyết định trốn nhà để ứng tuyển vào cuộc thi tài năng. Đồng hành với tôi sẽ là chú chó Dante. Dante tuy không có tác dụng gì lắm nhưng được cái vô dụng. Đang lúc định trốn ra khỏi nhà thì Dante nghịch ngợm cái bàn thờ, làm rơi tấm ảnh của bà cố tổ, vỡ banh chành. Ấy nhưng mà khoan, bức ảnh đó có gì là lạ? Ngoài việc nó bị xé mất phần đầu ra thì còn bị gấp lại ở bên mép phải nữa. Bí mật bây giờ mới được bật mí. Trên tay của ông cố tổ chính là chiếc đàn guitar nổi tiếng huyền thoại của Sơn Tùng Mexico. Vậy tức nghĩa là sao? Hát chẳng phải Sơn Tùng Mexico chính là ông cố tổ của tôi à? Gieo hò trong sung sướng, tôi báo tin vui này cho cả nhà. Nhưng đáp lại sự hào hứng ấy lại là một màn solo ca khúc đập vỡ cây đàn do chính bà nội tôi biểu diễn. Uất ức nghẹn lên tận cổ, tôi không chịu được nữa liền bỏ nhà ra đi, vội vã chạy tới quảng trường lân la khắp nơi để hỏi mượn đàn guitar. Thế nhưng mùa lũ chưa đến nên không ai chịu đi làm từ thiện cả. Trong giây phút tuyệt vọng, bộ não bé bỏng của tôi chợt nảy ra một ý. Nếu Sơn Tùng Mexico mà là ông cố tổ của tôi thật thì há chẳng phải cây đàn gia truyền kia thuộc về tôi à? Nghĩ là làm, tôi đột nhập ngay vào lăng mộ của ông cố tổ, nơi chiếc đàn guitar huyền thoại đang được đặt trang trọng ngay dưới bức ảnh thờ. Xin phép cụ cố xong xuôi, tôi cầm chiếc đàn lên và bắt đầu gảy. Người dân phát hiện ra kẻ đột nhập thì kéo đến đông nghịt, thế nhưng bất ngờ chưa, họ không hề nhìn thấy tôi và tôi cũng không thể chạm được vào họ luôn. Hoảng hốt, tôi vội chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài này có điên rồ hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là các bộ xương di động trông chả khác nào mấy show diễn thời trang Paris luôn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất đâu. Tôi thậm chí còn phải gặp cả những người thân đã khuất nữa. Bà Rosita này, ông Julio này, cả bà Victoria nữa. Thậm chí là hai người ông sinh đôi Oscar và Felipe luôn.
Kể ra thế thôi chứ các bạn cũng chẳng cần nhớ cái đống tên vừa rồi đâu. Cái quan trọng nhất bây giờ là có vẻ như họ đang gặp rắc rối. Rắc rối gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng ngay sau đó tôi được dắt qua một cái cây cầu đặc biệt được xây bằng những bông hoa vạn thọ, kết nối trần gian và thế giới của những linh hồn. Trước mắt tôi hiện ra một thành phố khổng lồ, vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Theo lời của ông Julio thì mấy con vật bay bay này được gọi là Pokemon. Chúng có nhiệm vụ chính là dẫn dắt các linh hồn và bảo vệ họ trong thế giới này. Tại đầu cầu bên kia có một cửa khẩu khá to. Nếu người chết muốn về thăm con cháu trên trần thế thì buộc phải được cánh cổng này thông qua. Điều kiện để được thông qua là người đó phải được con cháu đặt ảnh trong phòng thờ. Đúng lúc tôi đến thì thấy có một bộ xương trông khá dị hợm liên tục từ chối thông quan vì lý do không ai đặt ảnh thờ anh ta cả. Dù sau đó anh này có cố gắng trốn thoát, nhưng khi chạy ra đến cầu thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể đi tiếp được. Lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm thanh niên này là ai lắm, nhưng tôi không thể ngờ được rằng anh ta đóng vai trò vô cùng quan trọng trong câu chuyện sắp tới. Quay lại với rắc rối mà các cụ nhà tôi đang gặp phải, hóa ra nguyên nhân chẳng đâu xa xôi lại chính là từ tôi mà ra. Thứ nhất là tôi đã làm vỡ bức ảnh của bà cố tổ trên bàn thờ. Thứ hai là đã cả gan ăn trộm đàn guitar của người đã khuất. Chính vì thế các cụ nhà tôi đã không được thông quan như những bộ xương khác. Để hóa giải chuyện này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần bà cố tổ tha thứ và gửi lời yêu thương cho tôi là mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Cơ thể tôi sẽ hiện hình trở lại và sau đó tôi có thể về nhà và đặt lại tấm ảnh lên bàn thờ gia tiên. Câu chuyện đáng lẽ sẽ cực kỳ suôn sẻ nhưng không. Bà cố tổ lại bất ngờ đưa ra điều kiện rằng tôi phải từ bỏ âm nhạc thì mới được phép trở về trần gian. Cơ mà dễ gì tôi chấp nhận điều kiện ấy. Trên thế giới này có hai người sẽ không bao giờ từ bỏ âm nhạc, đó chính là Chipu và tôi. Bằng sự dũng cảm của một fan hâm mộ nhi đồng thối tai, tôi đã quyết định bỏ chạy để đi tìm ông cố tổ của mình. Cần gì lời chúc phúc của bà khi ông tổ mình là một nhạc sĩ cơ chứ. Trong lúc đi lạc, tôi có vô tình nghe được một cuộc nói chuyện. Các bạn có nhớ thanh niên này vừa nãy bị kẹt ở cửa khẩu không? Anh ta một mực cho rằng mình là bạn thân của Sơn Tùng Mexico, tên là Di Rồng. Với bộ dạng này thì đúng là khó tin thật, nhưng tôi linh cảm anh này đang nói thật. Thế nên tôi đã lập tức bám theo để tra hỏi. Cơ mà chưa kịp hỏi gì thì cả nhà đã đuổi tới, làm hai bọn tôi phải chạy thục mạng. Để dễ ngụy trang hơn, Di Rồng đã make up cho tôi giống y hệt như một bộ hài cốt. Ok, phần hóa trang đã xong. Giờ giao kèo giữa tôi và chú rất đơn giản. Chú đưa tôi đến chỗ Sơn Tùng Mexico để nhận được lời chúc phúc. Sau đó tôi sẽ cầm tấm hình của chú về đặt lên bàn thờ. Ok, chốt. Qua những gì mà Di Rồng kể cho tôi thì ông cố tổ Sơn Tùng Mexico sau khi từ trần đã trở thành linh hồn giàu có và thượng đẳng nhất cõi âm. Ông thường xuyên đứng ra tổ chức các lễ hội âm nhạc với quy mô lên tới rất nhiều mùa lũ. Những tưởng với danh tiếng ấy tôi sẽ dễ dàng tìm được chỗ của ông. Thế nhưng lòng vòng mãi hai chú cháu đành bó tay, tưởng sẽ không có cách nào cả. Thế nhưng tình cờ thay, chúng tôi hóng được một quả tin sốt dẻo phết. Đó là một cuộc thi âm nhạc sắp được diễn ra ở quảng trường. Người chiến thắng cuộc thi sẽ vinh hạnh được trình diện tại buổi tiệc của Sơn Tùng Mexico. Tôi chẳng ngại tham gia lắm, nhưng kiếm đâu ra một cây guitar bây giờ? Rất may là Di Rồng biết một người có thể mượn đàn được. Chú lập tức dẫn tôi tới khu ổ chuột, aka nơi trú ngụ của những linh hồn không được thờ phụng. Tại đây tôi được gặp một người đàn ông tên là Loca. Ông sở hữu một chiếc đàn guitar tuy cũ nhưng về âm sắc thì khó phải bàn. Đặc biệt là qua đôi tay và giọng hát của Di Rồng, hóa ra thanh niên này cũng đờn ca tài tử ra phết. Bài hát kết thúc cũng là lúc mà Loca ra đi một cách thanh thản. Nếu bạn hỏi tại sao người chết lại có thể chết tiếp thì có thể hiểu đơn giản rằng Loca đã bị thế giới này quên lãng mãi mãi. Chẳng còn ai thờ phụng và cũng chẳng có ai nhớ về ông để kể những câu chuyện nữa luôn. Chuyện tương tự cũng sẽ sớm xảy ra với ông chú Di Rồng của tôi. Vậy nên rất nhanh chóng, hai chú cháu đã gạt bỏ được niềm tiếc thương sang một bên để vội vã lên đường tới quảng trường thời đại, nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất của thế giới bên kia, aka âm phủ Got Talent. Lượng thí sinh tham gia năm nay đông đảo hơn những gì tôi tưởng tượng. Độ đa dạng của những tiết mục thì khỏi phải bàn. Mỗi người có một năng khiếu khác nhau, một kiểu trình diễn khác nhau. Nếu bạn hỏi tôi có sợ không thì tôi sẽ chẳng sợ sệt gì và nói với bạn rằng tôi sợ vãi đái. Nhưng mà thôi, đã lỡ đâm lao thì phải follow thôi chứ biết làm nào. Lấy hết can đảm, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát. Càng hát tôi lại càng nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía khán giả. Mà khán giả càng ủng hộ thì tôi lại càng sung. Thấy tôi sung quá, Di Rồng cũng mạnh dạn lên song tấu cùng tôi luôn cho nó máu. Không khí tuyệt vời thế này mà đến tận bây giờ tôi mới được tận hưởng. Thật là phí phạm cuộc đời quá mà. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi đang ở đỉnh của sự sung sướng, các cụ nhà tôi lại tìm tới và nhờ chương trình tìm giúp thằng cháu người phàm đi lạc. Biết tôi có gia đình, Di Rồng tức giận lắm. Vì lúc nãy tôi lỡ nói dối với chú là ngoài Sơn Tùng Mexico ra, tôi chẳng còn người thân nào dưới đây cả. Cả tôi và chú bắt đầu buông những lời cay đắng với nhau. Chú thì khăng khăng muốn tôi từ bỏ giấc mơ âm nhạc hão huyền kia đi và ngoan ngoãn trở về trần thế, cứu chú khỏi sự lãng quên. Nhưng tôi thì một mực quả quyết phải theo âm nhạc đến cùng. Và thế là tôi hờn dỗi bỏ đi. Tuy nhiên một đứa trẻ như tôi thì chạy đâu cho khỏi nắng. Bà cố tổ tôi với sự giúp đỡ của con Pokemon hệ bay kia đã nhanh chóng tìm thấy và ngăn tôi lại. Vừa chạy tôi vừa trách móc bà, vì rõ ràng trên đời này làm gì có cái thứ luật lệ nào quái đản đến vậy. Thế rồi bà chợt ngân lên tiếng hát. Tôi không rõ bà hát bằng cách nào với cái cổ họng toàn xương đó, nhưng hỡi ôi, bài hát này hay vãi đái.
Tôi cứ tưởng bà ghét âm nhạc, nhưng thật ra là không. Chỉ là nó đã quá nhẫn tâm cướp đi người mà bà yêu thương nhất, nên từ đó yêu thương mới bắt đầu hóa thù hận. Tôi hiểu ý bà, tôi cũng rất muốn nghe lời bà, nhưng nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chảy trong máu. Tôi không thể gạt bỏ đi lẽ sống của mình được. Cứ như thế, tôi bám theo đoàn người đang tiến vào tòa tháp của Sơn Tùng Mexico để xin đi ké vào bên trong. Nơi này quả thực là thiên đường dưới địa phủ, xa hoa lộng lẫy, và đặc biệt là trông ai cũng cực kỳ vui vẻ và tận hưởng cái lễ hội này. Chen chúc một lúc thì tôi bắt đầu tìm thấy ông cố tổ. Tuy nhiên khi đuổi theo thì mất dấu còn mẹ luôn. Nhưng mà không sao, càng những lúc khó như này thì cái khôn nó mới lòi ra được. Tôi chợt nảy ra một ý, đó là đứng lên trình diễn ngay trước mặt của tất cả mọi người. Kiểu gì ông cố tôi cũng phải để ý cho mà xem. Quả thực cách này có tác dụng phết. Thậm chí sau đó tôi lỡ chân ngã xuống bể bơi thì đích thân Sơn Tùng Mexico đã lao xuống cứu. Vinh hạnh quá luôn đấy chứ. Tôi cũng không chần chừ mà nhận luôn bản thân chính là cháu chút chít của ông. Ban đầu ông cũng có vẻ hơi sốc, nhưng sau khi biết tôi cũng có năng khiếu âm nhạc, ông đã rất tự hào và thông báo tin vui này cho tất cả mọi người. Không dừng lại ở đó, ông còn đem tôi đi khoe khắp nơi. Tôi vui lắm, nhưng cơ thể tôi thì không, những bộ phận cứ thế dần tiêu biến. Tôi không thể ở dưới này thêm một ngày nào nữa, thế nên tôi đã nhờ ông cố tổ chúc phúc cho mình để bản thân có thể trở về trần thế một cách an toàn. Tuy nhiên đúng lúc này, Di Rồng lại xuất hiện. Và bất ngờ chưa, bí mật showbiz bấy lâu nay giờ mới thực sự được phanh phui. Hóa ra Sơn Tùng Mexico đã ăn cắp trắng trợn những sáng tác của Di Rồng, rồi tự nhận đó là công sức của mình. Chưa dừng lại ở đó, người đã kết thúc sinh mạng của Di Rồng cũng không ai khác chính là ông cố tổ của tôi. Chuyện là Di Rồng trong một lần đi lưu diễn với Sơn Tùng Mexico đã bày tỏ nguyện vọng muốn về nhà, vì dù gì cũng đã xa vợ con quá lâu rồi. Thế nhưng một mình Sơn Tùng không thể nào biểu diễn mà thiếu đi những sáng tác của Di Rồng được. Thế nên ông đã lạnh lùng chuốc thuốc độc người bạn thân duy nhất của mình để chiếm đoạt tất cả những tác phẩm của anh. Bị lật tẩy toàn bộ sự thật, ông cố tổ tôi liền lập tức trở mặt, giữ luôn tấm ảnh của Di Rồng, rồi sai người ném cả hai bọn tôi xuống một cái hang không có lối thoát. Thôi xong, chuyến này đúng phiêu lưu vào lòng đất thật luôn này. Tệ hơn cả tôi lúc này là Di Rồng, người duy nhất còn nhớ đến anh đang chút những hơi thở cuối cùng. Vào đúng khoảnh khắc người ấy ra đi, Di Rồng sẽ vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi gặng hỏi xem người cuối cùng mà chú nhắc tới đó là ai, thì bất ngờ chưa? À không, cái này tôi phải cao giọng hơn tí nữa. Bất ngờ chưa? Di Rồng mới thực sự là ông cố tổ của tôi. Bài hit Remember Me kia thực ra không phải là một sáng tác của Sơn Tùng Mexico, mà thực ra đó là ca khúc của Di Rồng, sáng tác để dành tặng riêng cho cô bé bỏng. Lời bài hát chính là một lời nhắn nhủ của cha đối với con, rằng cô của cha hãy luôn nhớ về bố nhé, bố sẽ sớm trở về mà thôi. Tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu ngay bây giờ mà không về được trần thế thì khả năng cao là ông cố tổ của tôi sẽ biến mất mãi mãi. Đúng lúc này Dante bằng một cách nào đó đã phát hiện ra chúng tôi, nó dẫn theo cả các cụ nhà tôi nữa. May vãi trưởng, trên lưng con Pokemon hệ bay của bà cố tổ Imeda, chúng tôi được đưa thẳng tới buổi trình diễn của Sơn Tùng Mexico. Trên đường đi, Dante bất ngờ tiến hóa thành một con Pokemon sặc sỡ. Tiếc thế, đáng định làm dựa mận. Nhưng mà thôi không sao, cái quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Sơn Tùng Mexico để lấy lại tấm ảnh thờ cho Di Rồng. Lẻn được vào trong hậu trường của buổi biểu diễn, chúng tôi chạm trán ngay với Sơn Tùng Mexico và đám vệ sĩ của hắn. Thế nhưng đúng lúc bà cố tổ cướp lại được bức ảnh thì mục biểu diễn bất ngờ dâng lên, đưa bà lên sân khấu trước cả ngàn khán giả đang xem. Không hề nao núng, bà tôi biến luôn sân khấu này thành của chính mình, độc tấu ca khúc kinh điển nhất mọi thời đại. Mặc cho đám vệ sĩ vây quanh, bà tôi vẫn quẩy dẻo như một con Folotilo phun đồ phút thứ 9 và mang tấm ảnh về cho tôi một cách an toàn. Tuy nhiên ngay khi bà vừa chuẩn bị chúc phúc cho tôi thì Sơn Tùng Mexico lại lao vào và phá đám và bạo hành tôi một cách hung tợn. Chớp được thời cơ, bà Rosita của tôi đã chĩa máy quay về hướng của hắn và chiếu trực tiếp cho toàn bộ khán giả xem. Mọi hành động và lời nói đều đã được máy quay ghi lại, kể cả việc hắn đã ám sát Di Rồng như thế nào, ăn cắp chất xám ra sao. Nói xong xuôi, hắn lạnh lùng thả tôi từ trên cao xuống như là Gwen Stacy. Thế nhưng rất may, người bay xuống cứu tôi không phải là Andrew Garfield mà là Pokemon của bà cố tổ Imeda. Dù tôi đã bình an vô sự, nhưng trong lúc rơi tự do, tôi đã vô tình làm rơi mất tấm ảnh thờ của cụ cố. Cụ cố cứ thế dần tan biến, báo hiệu cụ bà cô ở nhà cũng sắp về chầu trời. Biết mình không còn nhiều thời gian, bà cố tổ liền lấy cánh hoa vạn thọ chúc phúc cho tôi, đưa tôi trở về với thực tại. Không chần chừ một tích tắc nào, tôi lao về nhà với tốc độ của một con nhím Sonic. Trông thấy bà cụ đang dần hấp hối, tôi cố gắng trò chuyện để lấy lại ý thức cho cụ. Thế nhưng mọi lời nói giờ đây dường như đều là vô nghĩa. Không còn cách nào khác, tôi mang đàn guitar ra và ngân nga những giai điệu của Remember Me, ca khúc mà cụ cố tổ viết dành tặng riêng cho đứa con gái cô bé bỏng của mình. Nghe thấy những câu hát quen thuộc ngày nào, bà cô của tôi dần tỉnh và thậm chí còn hát theo trong vô thức. Tinh thần bà cũng đã dần tỉnh táo trở lại. Tranh thủ lúc bà đang tỉnh, tôi đã thay mặt Di Rồng nói lời yêu thương với bà. Và bạn biết gì không? Hóa ra bấy lâu nay, cụ bà cô của tôi vẫn luôn giữ miếng ảnh gốc của bố mình. Nhờ có thế, tôi cuối cùng cũng đã có thể hoàn thiện bức ảnh thờ của cả gia đình, cứu sống cụ cố Di Rồng ở thế giới bên kia. Một năm sau, mọi chuyện giờ đã thay đổi. Sơn Tùng Mexico sau khi bị lật tẩy đã không còn được người dân trong vùng thờ phụng nữa, mà thay vào đó là người nhạc sĩ tài ba nhưng đoản mệnh, Di Rồng, cụ cố của tôi. Cụ bà cô thì mới mất cách đây không lâu, nhưng thay vì buồn bã, tôi lại cảm thấy mừng. Vì giờ đây bà đã có thể đoàn tụ với người cha của mình.
sau gần một thế kỷ chờ đợi trong vô vọng. Sau cùng, tất cả những rào cản luật trong gia đình đều đã được xóa bỏ. Âm nhạc lại một lần nữa trở lại với gia đình Rivera của chúng tôi. Và tôi cũng đã sẵn sàng để trở thành một siêu sao như những gì tôi đã từng mơ ước. Và đó cũng là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Và nếu thấy hay, hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi với hàng loạt các hệ thống kênh mới. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.